chở các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Chiếc Winner trên 10 mang phong cách cá mập săn mồi ngoài biển khơi. Mình vừa được một anh bạn chia sẻ mấy tấm ảnh về chiếc Winner trên 10 độ với cái dáng vẻ khá hung bạo của một chú cá mập. Trong màu tông đỏ khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến cảnh con mồi đã bị mất máu khi bị cắn đứt nước ngọt với hàm răng sắc bén của sát thủ đại dương. Nào anh em cùng thêm một loạt ảnh chiếc Winner trên 10 mang phong cách cá mập săn mồi ngoài biển khơi nhé. Chiếc Winner trên 10 mang phong cách cá mập săn mồi ngoài biển khơi. Xe trang bị hai đèn led đi tour để thoải mái vùng vẫy trong bóng đêm. Che ben đạp xin xì, dè chế. Kính Rizuma Tomahawk, vỏ Pichelli Bullet Chip, cần số 2 chiều, cùng với đó là hàng loạt đồ chơi khác v.v. Các chế có thích phong cách dọn xe này không? Sẵn đây mình cùng chia sẻ luôn là mình mới bị phạt 150k vì cách độ tem đấu như thế này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhớ subscribe.